Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh Xe Đào An Tâm. Và ngày hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu các bác cặp đôi hoàn hảo trong phân khúc giá 6 triệu để các bác có sự lựa chọn nhé. Một bản là xe đạp tay ngang và một bản là xe đạp đua đấy ạ. Thì bây giờ thì em sẽ không để các bác phải chờ đợi lâu nữa, thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cấu hình luôn, cũng như là báo giá cụ thể để các bác có sự lựa chọn nha. Bản xe đầu tiên thì em giới thiệu cho các bác là Line R9 hay còn gọi là xe hoài cổ đấy ạ. Bản này đang được các bác quan tâm bên em rất là nhiều và ủng hộ rất là nhiều luôn ạ. Hiện tại thì em đang còn hai màu, đó là màu xanh như các bác đang nhìn thấy trên video đây và màu hồng kem nữa để các bác lựa chọn nha. Bản này thì xe thì sẽ được thiết kế toàn bộ nhôm nên là trọng lượng xe cũng sẽ ở tầm tương đối. Bởi vì theo xe thì đã có sẵn là chắn bùn này cũng như là gác ba ga rồi, thế nên là trọng lượng xe chỉ ở mức tương đối thôi nha. Đó, con này thì các bác mua xe các bác vừa có xe đi tập thể dục này, vừa có xe đi học, đi làm, vừa có xe để có thể có giá trị sưu tầm nữa đấy ạ. Đấy, bản này thì pô tăng và ghi đông của xe cũng sẽ được làm bằng nhôm. Và cái chi tiết bằng nhôm của cái bản xe này sẽ để nguyên bản màu nhôm này, thế nên là các bác nhìn xe sẽ rất là sáng và cực kỳ đẹp luôn. Bản này là xe tay ngang nhưng mà ghi đông của nó thì sẽ được uốn hơi cong như này một chút để khi các bác nhìn vào thì dáng xe nó sẽ mềm mại này, cũng như là nó hợp với cái dáng của xe rất là nhiều. Theo xe thì trước và sau thì đều có phản quang để các bác đi trời tối thì nó sẽ an toàn hơn, cũng như là nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Bộ đề mang bộ ấn xả nha các bác. Đấy, rất là dễ dàng sử dụng này, bộ ấn xả đến từ nhà Shimano Claris với 8 tầng lít phía đằng sau nhé. Tay phanh thì sẽ được làm bằng nhôm này, rất là chắc chắn và cực kỳ bền luôn đấy ạ. Và Line R9 thì sẽ được trang bị các bác một cái bản phanh bóc vành cả trước và sau các bác này. Cái bản phanh vành này thì cái ưu điểm của nó thì sẽ rất là nhẹ này, độ bền cao cũng như là độ chính xác cũng sẽ rất là tốt đấy các bác. Đấy, nhìn dáng phanh rất là lạ và rất là đẹp luôn đúng không ạ. Fuộc đằng trước xe cũng sẽ là fuộc nhôm nha các bác ơi. Đấy, vành xe sẽ sử dụng là vành nhôm hai lớp này. Và lốp của bản này thì sẽ mang 700x28C. Đây, vân lốp làm rất là ok nhé. Dòng này các bác đi trong những cung đường thành phố thì sẽ đảm bảo cái độ trớn cũng như là cái tốc độ cho các bác để có thể là đi di chuyển được. Bánh trước và sau thì đều sử dụng là trục tháo nhanh này, đùm trước sau đều là đùm nhôm luôn. Chuyển đến phía đằng sau thì em sẽ giới thiệu về bộ chuyển động xe nhé. Bộ chuyển động của Line R9 thì sẽ được trang bị cho các bác bao gồm là một tầng đĩa ở phía đằng trước này và 8 tầng lít thả phía đằng sau. Bi trước, giữa và sau của xe thì đều sử dụng là bi bạc đạn rồi. Thế nên là khi các bác di chuyển này, độ trớn sẽ cao, cũng như là các bác xử lý tình huống cũng sẽ rất là êm và ôm cuộng sẽ rất là êm luôn đấy ạ. Đùi đĩa nhôm chính hãng Upper Wheel, và con này thì đĩa của nó sẽ sử dụng một cái đĩa bằng nhôm rất là chắc chắn và rất là bền đấy các bác. Đó. Bản này thì chuyển líp đến từ nhà Shimano Claris này. Và một cái đặc điểm các bác đang rất là thích ở cái bản xe này đó chính là có thêm gác ba ga sẵn ở phía đằng sau. Đó, gác ba ga này rất là chắc chắn và rất là khỏe luôn. Đấy, các bác có thể chở đồ, chở cháu đi học thoải mái, hoặc là có những cuộc picnic gần nhà thì các bác có thể mang theo đồ, một chút đồ mang đi theo. Hoặc là trong những ngày thời tiết mưa như ở miền Bắc hiện tại thì thời tiết nó nắng mưa thất thường ấy, các bác có thể để áo mưa ở phía đằng sau đây chở đi nó cũng rất là tiện đấy các bác ạ. Bánh trước và sau của xe thì sẽ có một đôi chắn bùn sẵn. Đấy, rất là to và cực kỳ chắc chắn luôn, các bác đi trời mưa thì không bao giờ lo vấn đề là bị bắn lên người, bẩn người đâu ạ. Bản này thì hiện tại em đang có size 48 nha các bác, có bộ điều chỉnh yên nhanh này. Đó, rất là tiện luôn. Phần yên và phần ghi đông này được bọc một lớp da rất là mềm để và chi tiết màu nâu nữa để nhìn dáng xe nó sẽ cổ điển và nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và dòng này hiện tại bên em đang đưa tới các bác với mức giá là 6 triệu đồng, miễn phí giao hàng tận nhà và tặng kèm các phụ kiện kèm theo xe nữa. Cái bản này size 48, thế nên là sẽ phù hợp với các bác có chiều cao từ 1m58 trở lên đi sẽ ok nha. Có hai màu để các bác có thể lựa chọn đấy ạ. Các bác trai có thể lựa chọn cho mình màu xanh như thế này, và các bác gái mới nhẹ nhàng các bác có thể lựa chọn cho mình màu hồng kem đều ok nha, giá 6 triệu. Và thứ hai thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái bản xe đạp đua, cũng trong phân khúc giá 6 triệu nha các bác ơi. Và bản xe này cũng sẽ đến từ thương hiệu Line, đang được các bác ủng hộ bên em rất là nhiều, được các bác lớn tuổi rất là quan tâm luôn đấy ạ. Bản này có tên là Line Super 33 nha các bác ơi. Bản này về cấu hình của xe cũng sẽ được thiết kế toàn bộ là nhôm nha các bác, thế nên là trọng lượng xe cũng sẽ rất là nhẹ. Bản này chỉ hơn 10 cân một chút thôi. Đó. Bản này thì có thêm phanh phụ luôn. Đấy, có thêm phanh phụ ở phía bên trong này để khi các bác đi xe thì có thể xử lý tình huống rất là êm. Hai phanh chính đây các bác có thể đi với tốc độ cao, đi đường dài, đi đường trường. Còn nếu mà khi các bác di chuyển vào những cung đường ở trong thành phố hơi đông đúc một chút thì các bác có thể sử dụng hai cái phanh chính ở phía bên trên đây để xử lý tình huống nó sẽ êm hơn này. Bộ đè thì sẽ mang bộ đè kéo chính hãng đến từ nhà Shimano cho các bác. Bên tay phải đây thì sẽ là bộ chuyển líp này, còn bên tay phải là bộ điều chỉnh líp này, còn bên tay trái sẽ là bộ điều chỉnh đĩa nha. Con này thì phanh thì sử dụng là phanh vành rồi, vành nhôm hai lớp chính hãng của hãng Line. Và bản này mang một bản lốp chính hãng của bạn xe đạp đua luôn, mang thông số là 700x23C các bác ơi. Đó, lốp rất là nhỏ thôi, để khi các bác đi đường thì nó sẽ cái độ bon của nó sẽ cao hơn. Bánh trước sau đều có trục tháo nhanh nha các bác. Đó, bộ chuyển động của Line Super 33 thì sẽ được trang bị cho các bác bao gồm là hai đĩa trước này và 7 tầng lip ở phía đằng sau này. Đi trước, giữa và sau thì đều mang đi bạc đạn thôi.
đùi đĩa nhôm chính hãng Prowheel. Con này cũng sẽ có chắn đĩa bằng nhựa ở đây cho các bác luôn này. Chuyển đĩa chuyển lip đều đến từ nhà Shimano luôn. Bản line Super 3 này thì tại bên nhà em đang có hai màu, đó là màu đen xanh và màu nâu trắng nữa để các bác lựa chọn. Và size thì sẽ là size 48 nha các bác. Đây, có bộ điều chỉnh yên nhanh này, theo xe đã có sẵn bê đan và có sẵn chân chống rồi. Các bác mua xe bên em thì em cũng sẽ tặng kèm rất là nhiều các phụ kiện khác nữa, như là chắn bùn này, gặp bình bình nước, đèn tích hợp còi, đèn hậu và không thể thiếu một bộ lục lăng để tháo lắp xe. Và line Super 33 này hiện tại bên em đang đưa tới các bác với mức giá là 6.200.000 đồng, miễn phí giao hàng, tặng kèm phụ kiện xe luôn nha. Bác nào có nhu cầu về một trong hai mẫu xe bên em ngày hôm nay giới thiệu thì có thể là liên hệ trực tiếp với bên em theo số điện thoại em để dưới tiêu đề video đây, để được các bạn tư vấn viên tư vấn cũng như là hỗ trợ lên đơn cho các bác một cách nhanh chóng nhất. Và bác nào cần được tư vấn có thể kết nối Zalo em theo số đó nha. Cảm ơn các bác đã xem hết video của em.